Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Với những dòng loa cột lưới acoustic CX4.5 thì những dòng loa cột này bên em đã giới thiệu rất là chi tiết về cái củ bass và củ jack driver của những dòng này rồi. Có hàng về em đã tháo tung hết ra để cho anh em xem cái driver củ bass và driver củ jack là như thế nào anh em nhé. Ở đây thì nó sử dụng 4 củ bass anh em nhé, 4 củ bass và tất cả cái màng của nó đều được sơn những cái lớp chống nước anh em nhé. Đấy, chống nước. Và gân này nó là gân vải anh em nhé, gân vải. Và check này của nó thì sử dụng dòng check neo anh em nhé, dòng check neo. Và anh em thể nhìn thấy những cái như kiểu đầu đạn nuôi anh em nhé, anh em nhìn thấy ok chưa. Đấy, check này là check neo anh em nhé. Và 4 củ bát driver từ thường ở bên phía dưới. Lỗ thông hơi thì làm dưới cùng này, lỗ thông hơi làm dưới cùng. Và chất âm của những dòng này thì lưu ý với tất cả anh em là khi anh em lắp với những dòng này thì sẽ phải thêm súp vào, đánh ra tiếng súp nó sẽ được mạnh hơn. Vì những cái giải tần của loa column này nó sẽ ăn từ 90Hz đổ lên. Nói rõ tất cả anh em luôn, những cái thông số của nhà hãng đưa ra rất chuẩn, rất chính xác. Nên anh em muốn được cái tiếng súp mạnh, uy lực thì anh em bắt buộc phải thêm súp vào anh em nhé. Lỗ thông hơi của dòng này thì nó sẽ nằm ở mặt phía dưới. Ok, cọc đây anh em nhé. Có cọc cho anh em có thể bắt với những cái chân loa, những cái chân cắm cọc để anh em có thể cho lên với những dòng súp để tạo ra những cái hình thức, những cái chỗ để những cặp loa cột này nó cực kỳ tốt và cực kỳ đẹp anh em nhé. Ok, sơn đây, những lớp sơn anh em thì nhìn thấy hàng nhập anh em nhé. Và tiếp theo cho anh em xem về những cái thông số đây, lưới CX4.5 và giải tần của nó đáp ứng từ 90Hz như em đã nói vừa rồi đúng không ạ. 90Hz lên tới 20kHz và output power công suất là 200W đúng không ạ. CX405 thì nó hỗ trợ cho anh em hai cầu jack speakon anh em nhé, hai cầu jack speakon cho anh em có thể nối. Và đây rất nhiều những cái ốc chờ để bắt cho anh em, để có thể bắt với những phòng chung cư, những phòng karaoke gia đình anh em muốn treo dòng này thì nó có rất nhiều các hướng, các cái định hình để cho anh em có thể treo được với những cặp loa này để anh em có thể sử dụng. Ok chưa? Và cũng rất nhiều anh em cũng đang băn khoăn thắc mắc về cái chiều sâu, chiều dài, chiều rộng của cái cặp loa column CX4.5 này như thế nào. Thì ngày hôm nay em cũng đo qua những cái kích thước để cho anh em cùng biết được về chiều dài và chiều rộng của cặp loa column này như nào. Anh em muốn nghe về chi tiết chất âm thì anh em có thể lên YouTube, anh em gõ CX4.5 Xuân Tuấn Audio để anh em có thể xem được các cái video mà bên em test về chất âm, test hát karaoke trên những cặp loa column CX4.5 rất nhiều rồi anh em nhé. Rất hay phối ghép với những dòng súp 40 rồi phối ghép với những dòng súp 50 để cho anh em có thể sử dụng. Ok, và đầu tiên về cái chiều cao của dòng loa column này thì cao của dòng này nó sẽ là 68cm anh em nhé, 68cm chiều cao. Ok chưa, 68cm chiều cao. Đấy là cái chiều cao mà tính từ đầu trên của column xuống mặt phía dưới anh em nhé. Đây là 68cm chiều cao cho anh em có thể biết được. Và một cái nữa đó là anh em muốn tìm về chiều sâu và chiều ngang của nó là bao nhiêu nữa đúng không ạ. Ngang thì đây em có đo luôn cho anh em chiều ngang. Ok chưa, ngang con này nó sẽ là 14.5cm anh em nhé, 14.5cm chiều ngang. Và một cái nữa đó là chiều cao, thì chiều cao con này nó sẽ rơi về tầm khoảng 18 anh em nhé, 18,5 gần 19 chiều cao. Đấy, cái chiều hậu sâu này nó sẽ rơi tầm 19, 18.5 đến 19. Ok chưa, 18.5 19 về hậu sâu. Và ngang này của nó cho anh em thể thấy lại một lần nữa, 14.5 anh em nhé. Đây 14.5. Ok chưa, dòng này thì nó rất là nhỏ gọn lên, kể cả anh em đánh với những ngoài trời đánh cũng rất là sướng. Những sự kiện nho nhỏ anh em dùng một cặp này, anh em đi với những chiếc súp đơn 50 anh em có thể sử dụng rất là ok. Đấy, rất hay. Dòng loa column này thì về chất âm thì đã khỏi phải bàn cãi rồi, test cho anh em qua quá nhiều video rồi. Đấy, ốc anh em có thể bắt này. Ok chưa, ốc bắt. Đấy, nhìn cái củ bát, driver củ bát và driver củ check nhìn nó rất là xịn sò, rất là chất, rất là xịn luôn anh em nhé. Giá của những cặp này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá đó là 10 triệu đồng trên một cặp, 10 triệu đồng trên một cặp anh em nhé. Column lưới CX4.5 10 triệu anh em nhé. Một cặp loa cho ra cái chất âm, cái giá trị, hình thức rất là đẹp, chất âm rất là hay. Anh em hát karaoke trên những dòng này thì không còn gì để bàn cãi cả. Đấy, anh em nhìn chưa, màng như carbon luôn anh em nhé, màng carbon tầm dầu này.
ok chưa, nhìn rất đẹp, rất nét luôn đấy, xịn sò đúng không ạ. 10 triệu đồng cho một cặp anh em nhá, Colum LX CX 4.5. ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau.